gây tiếng vang trong thời gian gần đây với những nghệ sĩ trẻ, và cũng đã có rất là nhiều những cái mảng âm nhạc khác mà được rất là nhiều các bạn trẻ quan tâm, không chỉ là những cái bản nhạc mà cực kỳ hot gây tiếng vang trên mạng xã hội mà cũng là cả âm nhạc truyền thống nữa. Ngày hôm nay thì chúng tôi như đã phần đầu của chương trình chúng tôi đã giới thiệu, đó chính là nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung sẽ mang đến cho chúng ta rất là nhiều những câu chuyện thú vị xung quanh cây đàn violon của anh. Và thưa quý vị, để Phương Thúy sẽ mang đến cho quý vị một vài những cái thông tin để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung, đó là anh đã là một người cực kỳ đam mê âm nhạc truyền thống của Việt Nam của chúng ta. Và từ năm 14 tuổi thì anh đã trở thành một nhạc công chính của đoàn cải lương Chuông Vàng. Và nay là nhà hát cải lương Hà Nội. Và có lẽ cây đàn violon đã gắn bó với anh từ rất lâu rồi đúng không anh Trung? Từ những năm mà anh còn thơ bé. Ra cây đàn violon cũng như các bạn biết rồi, nó cần một cái thời gian rất là dài. Cái đàn 1-4 và bây giờ là 4-4, nó phải trải qua là 1-4-2-4-3-4-4-4, đấy là những cái sai đàn. Cho nên là cái người mà chơi đàn violon thường là phải tham gia từ lúc rất nhỏ, từ 5-6 tuổi, mình cũng không ngoại lệ. Tức là từ hồi mà 5-6 tuổi đến tính đến bây giờ là đã là mấy chục năm ra đồng hành cùng với cái violon. 40 năm. Và cho em hỏi một chút là vừa rồi ở chương trình thì anh giới thiệu với cả tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay, anh chơi violon thì là quen thuộc rồi, bình thường rồi, 40 năm chơi violon rồi, nhưng mà bây giờ chơi violon mà lại chơi âm nhạc truyền thống thì không biết nó sẽ như thế nào, anh có thể biểu diễn thử để chúng em được thưởng thức và quý vị khán giả được biết được không? Thực ra là cái violon các bạn biết rồi, nó là xuất xứ ở phương Tây. Thì cái tiếng đàn của nó thì không cần phải bàn cái, nó là tiếng đàn vua và rất là tuyệt vời. Mà mình thì lại được học cái điều này, cho nên là chắc là các bạn cũng ít nghe, cũng như là mọi người sẽ không nghĩ là nó sẽ có những cái âm thanh khác được vang lên từ những cái âm nhạc của dân tộc mình. Vâng. Các bạn có thể nghe qua một chút cái sẩm đi. Vâng ạ, dạ. Sẩm, chúng ta sẽ bắt đầu với sẩm. Như vậy là sẽ có rất nhiều loại hình được chơi hôm nay đấy. Chính xác ạ. Quá. Lẽ ra hôm nay là Thúy phải mặc áo dài rồi có cả cái mấn ở trên đầu nó mới chuẩn. Thì mình sẽ múa luôn đúng không ạ? Một cái nhịp sinh tiền nào đó. Em thấy rất là bất ngờ bởi vì là khi mà anh kết hợp cùng với lại một chiếc song loan đúng không ạ? Để có thể tạo ra được một cái nét đặc biệt như vậy. Sẩm. Vừa rồi là sẩm ạ. Còn loại hình truyền thống nào mà anh muốn biểu diễn được không? Hay là thử chèo được không ạ? Cũng rất là phổ biến. Chèo ạ. Chắc là không làm khó được anh Trung. À, chuẩn bị áo tứ thân khắc quả đi. Các bạn có thể nghe một chút cái ngâm sổng ấy, xong đầu vào cái lưới lơ của chèo. Dạ vâng. Các bạn nghe cái mùi vị nó xem. Không biết khán giả, đặc biệt khán giả trẻ có cảm nhận được cái này không? Đất lặng câm, có hay chăng lòng ta nói ta đau khổ trong tâm hồn, ta biết đi đâu biết về đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kissing on his foot. look, me wrong. Every 2 seconds. Sáng thứ bảy chúng ta được thưởng thức chèo, một loại hình nghệ thuật truyền thống, qua tiếng đàn đưa lông, qua tiếng song loan và đặc biệt là qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung. Rất là cảm ơn anh đã mang cho chúng tôi một cái tinh thần của buổi sáng thứ bảy thật đặc biệt. Chính xác ạ, và Phương Thúy rất là tò mò một khi mà anh Trung đã lựa chọn đàn đưa lông, cái niềm đam mê của anh với nó có lẽ là đã nằm sâu trong huyết quản của mình rồi. Vậy nhưng vì sao mà anh lại lựa chọn kết hợp nó cùng với âm nhạc truyền thống mà lại không phải là một dòng nhạc nào khác? Thực ra các bạn biết rồi, mỗi một dân tộc đều có những cái bản sắc riêng. Thì mình là người âm nhạc và làm về cái lĩnh vực nghệ thuật thì mình nghĩ rằng là mỗi một người sẽ có một cách gửi gắm. Thì nếu như mình chơi đàn violon và mình chơi những cái những cái này thì Bùi Công Duy chắc là nhiều người làm tốt hơn mình rất nhiều. Dạ. Thế cho nên là mình nghĩ là tiêm sắc của nó rất là hay, thì mình muốn nó phải vang lên cái màu sắc âm nhạc của Việt Nam. Thì âm nhạc Việt Nam các bạn biết rồi, rất nhiều màu sắc từ Tây Nguyên, Tây Bắc, rồi ca trù, cũng như là cải lương, quan họ, rất nhiều những cái di sản. Mình thì sống ở tại một cái quốc gia nó quá nhiều di sản cho nên mình thấy là điều bình thường. Thế giới thấy là điều không bình thường, vâng. Cho nên đã phong cho nó những cái, gán cho nó những cái điều rất là tuyệt vời, đó là di sản phi vật thể của nhân loại, của thế giới. Thế chính vì điều đó thì không phải vì cái điều được phong tặng mà cái nhận thức này là từ khi mình còn rất là yêu âm nhạc truyền thống và mình muốn thể hiện nó dù bằng cách nào khác, đúng không? Yeah, không phải là cái điều gần đây mà mình mới làm, vâng. Mình làm cái việc này cũng tương đối sớm, từ lúc năm 85 là mình đã nhận thức cái việc này rồi, vâng. Cho nên là mình cũng có đào sâu về các cái chất liệu âm nhạc dân gian và mong muốn, cái quan trọng nhất là mình mong muốn là nó được vang lên ở những cái nhạc khí của phương Tây. Thì các bạn nếu mà cũng đã có một cái tìm hiểu về mình thì cũng sẽ biết được là mình là cái người cộng tác với rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng để làm những cái câu chuyện, vâng. Đó. Và bây giờ thì để cùng nhau tìm hiểu nhiều hơn về những câu chuyện xung quanh cả những loại âm nhạc truyền thống qua cây đàn violon của nghệ sĩ Đào Văn Trung, thì chúng tôi muốn mời quý vị chúng ta cùng đến với những hình ảnh sau đây. Oh, there are more. Wow, this is like cool feature. It's like a feature. Bây giờ nhìn thấy hình ảnh của dàn nhạc giao hưởng, trong đó có nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung. Và vào năm 2013 thì anh Trung đã có viết bài giao hưởng hồn Việt. Trong đó toàn bộ dàn nhạc giao hưởng đã chơi màu sắc của cải lương. Và đây là một tác phẩm được Hội Nhạc sĩ Việt Nam tôn vinh trong chương trình Ngày Âm nhạc Việt Nam vào ngày 3 tháng 9 năm 2013, tức là cách đây đúng 9 năm. Tại nhà hát lớn Hà Nội. At the Grand Theater. It's down there in the Lazy Susan. Vâng, thưa quý vị khán giả, những giai điệu thật là đặc biệt và không phải một mình nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung mà nguyên một dàn nhạc giao hưởng với rất nhiều những loại nhạc cụ của phương Tây nhưng mà lại chơi một cái loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam. Vậy thì không biết là để mà chơi được cải lương thì không biết là những cái người nghệ sĩ cùng với anh có phải thay đổi gì trong cái hoạt động bình thường khi mà mình chơi không? Bởi vì em thấy là những loại nhạc cụ ấy nó sẽ phù hợp chơi với cả nhạc hiện đại hoặc là nhạc phương Tây, đúng không ạ? Thực ra nó là một câu chuyện là đặc biệt đối với các bạn ở bên dàn nhạc giao hưởng khi mình cộng tác. Đây cũng là một cái việc rất là khó đối với các bạn. Thì nếu như các bạn thì không thực sự yêu cái tác phẩm này và không thực sự tức là gì là cùng mình thì chắc chắn là sẽ không có cái tác phẩm mà các bạn vừa nghe. Thì cái điều khó nhất của nó thực ra là nó là dung nhấn. Bởi vì cái văn hóa dân gian của mình thì cái thế mạnh không phải là về phần hòa thanh mà thế mạnh của các cái màu sắc âm nhạc của Việt Nam mình tiêu chung nó rất là hay về melody, tức là về phần giai điệu. Thế cho nên là cái phần giai điệu mà nó phải dung nhấn mà lại dung nhấn theo cải lương, đây cụ thể đây là một bài cải lương,
thì nó có những cái việc mà mình phải làm rất là rõ với cả dàn nhạc. Thì cũng may là cái tác phẩm này thì mình là người viết, cho nên là mình cũng truyền tải nó cũng dễ hơn, chứ không phải mình là người thực hiện lại của người viết. Cho nên là giữa viết với cả cái thực hiện của mình ấy, thì mình cũng là người chơi cái violon này, thì mình chia sẻ với các bạn ấy, thì một số cái kỹ thuật trong cải lương, dung nhấn thì các bạn thì cũng tiếp thu và nó là rất là tuyệt vời. Người ta bảo là trăm nghe không bằng một thấy, nhưng mà hôm nay thì trăm nghe vẫn phải nghe thêm, bởi vì là chưa được nghe tí nào cả. Nếu như mà được thì anh Trung có thể thử qua một vài đường để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ cải lương đi anh. Chính xác về cái dung nhấn đó. Đây thì cái thế mạnh của nó là, các bạn biết rồi, thì người ta nói là em thấy cái người ta hay đổ một câu rất dài. We should get the real non. Các bạn nghe thử nhé. Dạ. YouTube. I already recorded the screen. Yeah, this is a recorded portion. That's familiar. I realize that key, like... That's been in this house for a while. Been on loop. His facial expressions are usually more dramatic. I think maybe next time you should wear his glasses. But maybe it's that he can't see. Whoa. Oh, this one's new. Nice. That sounds really nice. Yeah. There he goes. Đang đứng bờ giờ trong tiếng trống kinh. Bụi mờ bay che phủ ánh trăng tàn, bên tai ta còn nghe vang vang giọng u hoài của tiếng sáo trường lương. Trời ơi, ta có ngờ đâu một đời ngang dọc chỉ dấy dùng cho hạng gió sợ bá dương, hôm nay lại gặp bước đường cùng 8,000 tư để dòng thân cung điện thánh hoàng cung chìm trong khói lửa. Vâng, thưa quý vị, là chúng ta đang được thưởng thức những câu ca vọng cổ của nghệ sĩ Đào Văn Trung, và hiện giờ thì nghệ sĩ đang hóa thân thành Sở Bá Vương Hạng Vũ, đúng không ạ? Cất lên tiếng tai oán khí rất trận. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ còn được trò chuyện và những câu chuyện sẽ vẫn rất là thú vị được anh chia sẻ. Nhưng bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị là chúng ta cùng đến với những hình ảnh sau đây của chúng tôi, thưa quý vị. There's more. Oh my god. This... Ladies and gentlemen, Phu Sa Band from Vietnam. Phu Sa. Oh yeah. This is his band. Oh. That's a Yeah, that's a saxophone. We'll see. Later. Và anh đã cùng tạo nên những màu sắc âm nhạc dân gian như là tuồng, cải lương, chèo và cả nhạc Tây Bắc trên nền của nhạc jazz. Đây. What is that here? This is old footage. Yeah, this is old. This is like a few years ago. Yeah. Oh, by the mushroom cut. Classic mushroom. It was the style at the time. Vâng, thật là tuyệt vời khi mà chúng ta được nghe nhạc cha này cùng với cả những làn điệu truyền thống của chèo, của cải lương, thậm chí cả nhạc Tây Bắc nữa. Từ đâu mà anh có ý tưởng kết hợp như vậy ạ? Thực ra là cái này là cái duyên, cũng là duyên khi mình thấy người bạn và có những người nghệ sĩ nổi tiếng như các bạn vừa giới thiệu. Anh Quyền Tiền Đắc thì là du học ở Mỹ, một cái trường rất nổi tiếng về ra Berkeley. Và anh Vũ Hà thì con nhạc sĩ Văn Ký chơi guitar bass, anh Đắc chơi kèn, anh Lê Quốc Hưng thì chơi trống. Vừa rồi trên hình ảnh mình nhìn thì là con trai Lê Quốc Hưng là Lê Minh Hiếu, một người đứng rất là nổi tiếng về trống. Thì tất cả những cái sự kết hợp này nó là cái duyên, và cái tinh thần của mình và anh em của mình đều cùng một cái chung cái nhịp đập. Tức thì nếu mình chỉ chơi cái trống da, chơi kèn phương Tây mà lại thổi những cái bài ra của họ thì đã là tuyệt vời rồi, nhưng bao giờ bằng họ đây.
Thế thì vậy cái câu chuyện thì mình phải có cái thông điệp. Thì mình mới tạm ví thế này, mình dùng tiếng Anh để mình kể câu chuyện Việt Nam của mình. Như vậy thì là mình sẽ rút ngắn được cái khoảng cách với bạn bè quốc tế, đúng không? Bởi vì là khi mà chúng ta chơi bằng loại nhạc cụ của họ sẽ thấy cảm thấy gần gũi, nhưng mà họ sẽ thấy cái sự phá cách của chúng ta, những cái sự mới mẻ của chúng ta, bởi vì những làn điệu này rất quen thuộc với chúng ta nhưng mới mẻ bạn bè thế giới. Và chắc chắn bạn bè thế giới khi mà tới Việt Nam hoặc là nghe những nghệ sĩ Việt Nam trình diễn thì họ mong muốn được nghe những điều mới mẻ này. Chính xác, và nó giống như một cái nhịp cầu để kết nối, đúng không anh Trung, giữa âm nhạc truyền thống với âm nhạc hiện đại. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Đào Văn Trung đã tới đây với chúng tôi, đã mang tới cho chúng tôi và quý vị khán giả sẩm này, chèo này, cải lương này và rất nhiều những sự kết hợp thú vị nữa. Và chúng tôi rất là mong là anh có thể truyền được cái sự cảm hứng này của mình tới với những nhạc công trẻ bây giờ, để họ có thể giúp chúng tôi được thưởng thức âm nhạc dân gian, âm nhạc truyền thống qua những nhạc cụ rất là đặc biệt. Album, Hoàng Thùy Linh. Đây, một lần nữa thì cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn hai MC rất xinh đẹp. Dạ vâng, cảm ơn anh Trung rất nhiều. Chúc anh sẽ có một ngày thứ bảy thật tuyệt vời. Dạ. À, quý vị thân mến, chúng ta đã vừa lắng nghe những âm thanh, những giai điệu, những sản phẩm âm nhạc vô cùng tuyệt vời rồi. Và bây giờ thì cũng đã là 7 giờ sáng, và chúng ta hãy cùng nhau cập nhật một chút về tình hình thời tiết hiện tại. Và hãy gặp gỡ với biên tập viên thời tiết.